Amy, cậu bé của các vì sao. Quyển 2, chương 8, hang động. Sau khi chúng tôi ra khỏi thang máy và đi qua một cái hành lang khác, một cánh cửa mở ra và con tàu khổng lồ của anh đội trưởng xuất hiện. Nó có nhiều cửa sổ khác nhau và tôi có thể thấy một vài hình người đang đứng ở cửa sổ. Con tàu ngồi trên ba chân khổng lồ. Lối vào nằm ở bên dưới thân của chiếc đĩa bay. Chúng tôi đi bên dưới hiện vật to lớn kia. Venka và tôi nhìn lên đầy ấn tượng. Chúng tôi đến một cái cầu thang. Người đầu tiên đặt chân lên đó là thuyền trưởng. Khi anh ta vừa đặt chân lên, cầu thang bắt đầu chuyển động. Khi tất cả chúng tôi đã leo lên thang, nó tăng tốc. Nhưng trước khi chúng tôi đến vào bên trong UFO, nó đi chậm lại. Khi vào bên trong con tàu, anh đội trưởng thông tin cho chúng tôi. Từ nơi này, chúng tôi chỉ đạo và tổ chức các hoạt động xoay quanh việc bảo vệ cư dân trên hành tinh, tránh khỏi các thảm họa địa chất. Các con tàu khác với các đội trưởng khác có những nhiệm vụ khác nữa. Chúng tôi bước vào một căn phòng khác. Nơi đó chúng tôi gặp những người thuộc nhiều chủng loài khác nhau. Họ mỉm cười, nhưng không ai nói gì cả. Tôi thấy thật thú vị khi họ không nói nhiều. Amy nhận ra, và khi chúng tôi ở trong thang máy, cậu ấy nói: tâm trí, nó rất giống như một con vẹt. Nó hay nói chuyện mà lại không có cả một khắc cho sự yên tĩnh. Nó luôn thúc đẩy chúng ta phải nói liên tục. Xong rồi thì chúng ta lại hiếm khi nói về điều gì đáng để nói. Nhóm người này có khả năng nhận thức về một thực tại tốt hơn nhiều. Họ không sử dụng tâm trí thường xuyên đâu. Thay vào đó, họ sử dụng các chức năng ưu việt khác của tâm trí. Ngoài ra, họ còn phát triển khả năng thần giao cách cảm rất tốt. Tuy là vậy, cậu lại chẳng giống họ tí nào, tôi nói. Cậu đang muốn nói tới chuyện gì? Thực tế là cậu nói rất nhiều đấy nhé, giống y như chúng tôi. Cậu cũng cười rất nhiều. Bọn họ có vẻ nghiêm túc hơn. Thay vì khó chịu vì quan sát này, cậu ấy cười nhiều hơn bao giờ hết, làm cho ông đội trưởng cũng cười theo. Sau đó cậu ấy nói với chúng tôi: đầu tiên là tôi phải đặt mình ở đẳng cấp của các cậu. Ai trong số hai người các cậu có khả năng giao tiếp thần giao cách cảm nào? Thứ hai, tôi đã nói với các cậu là mức độ tiến hóa của tôi rất giống với các cậu cơ mà. Thứ ba là tôi bắt nguồn từ một thế giới mà chúng tôi thích các trò chơi và đùa giỡn với nhau. Chúng tôi rất giống y như một loài yêu tinh nhỏ tinh nghịch, nhưng ngược lại, chúng tôi không gây ra bất cứ tổn hại nào cho ai. Vậy thì tại sao cậu lại là người dạy dỗ chúng tôi? Tại sao không phải là một người nào đó tiến hóa hơn? Vinca hỏi với giọng thất vọng. Một lần nữa, Amy bắt đầu cười. Đội trưởng đang xem một số hướng dẫn sử dụng và anh ấy không chú ý nhiều đến chúng tôi, mặc dù tôi có thể đã thấy một nụ cười nhẹ ở trên môi anh ấy. Một người như anh trai của chỉ huy sứ chẳng hạn. Amy đang nói đùa với Vinca, nhưng với ánh mắt lấp lánh. Cô hỏi, tại sao không có chứ? Lần này, đội trưởng đặt giấy tờ của mình sang một bên. Anh ta cười với một nụ cười trung thực và một cái nhìn ngạc nhiên. Amy cười một tràng lớn, xong xuôi rồi cậu ấy mới nói: để xứng đáng được nhận chỉ dẫn từ một người như vậy, cần phải có một trình độ tiến hóa như vị chỉ huy cơ. Tôi hiểu, Vinca nói. Vậy tại sao người hướng dẫn của chúng tôi lại không thể là một người như vị chỉ huy tuyệt vời? Amy thích thú với cuộc trò chuyện. Với một nụ cười trên môi, cậu ấy hỏi: cậu có cảm thấy thoải mái khi có mặt ông ấy không nào? Cậu có cảm thấy đủ tự tin để nói ra những lo lắng của mình giống như khi cậu đang làm với tôi không? Cậu hiểu những lời của ông ấy hơn hay là cậu dễ hiểu lời tôi nói hơn? Vinca đáp lại với một khẩu khí tự tin. Tôi hiểu những gì ông ấy nói rất rõ ràng nhé. Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trong thế giới khác kia ở bên cạnh ông ấy vậy. Thế ông ấy đã nói gì nào? Amy nói với vẻ tinh quái.
rằng chúng ta phải tốt để lên thiên đàng. Cậu ấy cười và hỏi tôi, này, đó có phải là những gì ông ấy đã nói không? Vâng, ngày tận thế cũng đang đến gần, nhưng nếu chúng ta sống tốt, ông ấy sẽ đến cứu và giải cứu chúng ta. Đội trưởng đặt giấy tờ sang một bên và dịu dàng chạm vào đầu cô gái. Amy giải thích cho chúng tôi, cậu thấy không, đây chính là những gì sẽ xảy ra đấy. Cậu chỉ nắm bắt được một phần nghìn lời nói của ông ấy thôi. Đó là lý do tại sao khi năng lượng quá cao, máy biến áp là cần thiết. Nếu cậu kết nối TV trực tiếp với đường dây điện áp quá cao, mạch điện của nó sẽ bị đứt mạch. Nó không được tạo ra để dẫn quá nhiều năng lượng đâu. Nó cần một máy biến áp có thể làm giảm điện năng xuống mức có thể chịu được đối với bộ máy tiếp nhận của nó. Các cấp chỉ huy quá cao đối với cậu. Ông ta nói nhưng cậu không hiểu ông ta lắm. Tuy nhiên, tôi lại có thể giải thích những điều tương tự cho cậu theo cách mà cậu có thể hiểu tôi. Bây giờ cậu phải viết một quyển sách khác sẽ kể lại tất cả những điều cậu đang trải qua. Nhưng cậu phải nhớ những điều mà chỉ huy đã nói với cậu nhé. Đó là lý do tại sao khi cậu viết, tôi và những người khác sẽ giao tiếp bằng thần giao cách cảm với cậu để kích hoạt trí nhớ của cậu đấy. Đây là phòng chỉ huy. Đội trưởng nói khi cửa thang máy mở ra, chúng tôi bước vào một không gian bao la, nơi có nhiều người từ các thế giới khác nhau làm việc, thông qua vẻ bề ngoài của họ. Nơi đó có đầy đủ các màn hình, các thiết bị và dụng cụ với một bảng đầy đèn. Một số người nhìn chúng tôi, nhưng chúng tôi không có vẻ gì lạ lẫm với họ. Rõ ràng là họ đã quen với việc nhận được các cuộc viếng thăm từ các nhân loại, từ các thế giới khác nhau, văn minh hay chưa tiến hóa. Khi nhận được lệnh của thuyền trưởng, con tàu rung lên. Nó tự bay cao vài mét, di chuyển nhẹ nhàng về phía bờ biển. Sau đó nó đi xuống qua một khe hở trên sàn và lao vào trong nước. Chúng tôi cách xa tàu mẹ vài cây số. Đi lên phía trước, tôi thấy một thứ đáng sợ. Một vết nứt màu đen xuất hiện trên đáy đại dương. Vài giây sau, chúng tôi đi vào bên trong nó. Nó to lớn như là một ngọn núi theo chiều ngang. Chúng tôi tiếp tục tiến vào giữa những hình thù hiểm trở của những tảng đá đen, hạ xuống dần về phía ruột của trái đất. Ở bên dưới, vết nứt rộng lớn biến thành một đường hầm, được đánh bóng và có hình tròn hoàn hảo. Nó rộng đến nỗi con tàu đi qua một cách thoải mái. Nó dường như là tác phẩm của một kỹ thuật trên cạn. Đúng vậy đấy Jim, đường hầm này do các kỹ sư của chúng tôi làm. Đó là một con đường dẫn đến một nơi gặp gỡ nguy hiểm của các mảng lục địa. Mảng gì cơ? Vinca hỏi. Các lục địa được gắn kết trên các bè đá thực sự đấy. Đó là các mảng lục địa. Chúng di chuyển rất chậm theo các hướng ngược nhau. Đôi khi chúng va vào nhau ở chỗ này và chỗ khác. Sau một thời gian, lực tích lũy sẽ đủ mạnh để một lúc nào đó cái tấm bè sẽ bị vỡ ra. Điều đó sẽ tạo ra một rung chấn ở trên bề mặt và gây ra một trận động đất. Nhưng chúng tôi sẽ làm giảm tác động của nó đi. Tôi tin chắc rằng nếu mình mà ở ngay tâm chấn thì tôi sẽ sợ chết khiếp mất thôi. Và thậm chí còn hơn thế nữa, ở tâm của một trận động đất, bên trong lòng trái đất được bao vây bởi những tảng đá dài vài cây số à. Amy không thể tránh khỏi mỉm cười khi biết nỗi sợ của tôi. Con tàu này có thể chịu được nhiều thứ không thể tưởng tượng được đấy. Sau khi tiến được một lúc qua đường hầm mở rộng ra và một cảnh tượng tuyệt vời và bất ngờ hiện ra trước mắt tôi. Chúng tôi nhìn thấy một mái vòm, một hang động, hoặc phải nói là cái hang động với tỷ lệ khổng lồ. Khoảng 50 con tàu không gian được chiếu sáng đã ở trong đó. Chúng lơ lửng trong vùng nước của một hang động hoành tráng ở dưới nước. Khi các mảng lục địa va chạm, chúng tôi sẽ lan tỏa tới đá một năng lượng mà có thể biến đá trở thành bột. Điều này sẽ làm tan sức ép một cách nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ tạo ra một chuyển động địa chấn ở trên bề mặt, nhưng nó sẽ không ở mức độ lớn như trước. Anh đội trưởng giải thích, chúng tôi đi ngang qua những con tàu. Tất cả chúng đều nhỏ hơn tàu của chúng tôi.
cho tới khi chúng tôi đặt mình vào một vị trí đặc biệt ở trong hầm ngầm ở dưới nước. Khi nhận được tín hiệu từ người điều khiển với cái đầu hình quả trứng, tôi không có ý bất kính gì đâu nhé, nhưng người đàn ông đó có làn da rất trắng, đầu của ông ta hình bầu dục, nhọn ở trên đỉnh đầu và ông ta hoàn toàn hói. Đội trưởng đã ra dấu hiệu mà chắc chắn đó là một mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc đó, những tia sáng màu xanh lục bắt nguồn từ một trong những con tàu. Rồi chúng tôi đột nhiên cảm thấy một sự rung chấn mạnh mẽ ở trong sàn tàu. Hãy nhìn vào những tấm màn hình đó nhé. Amy nói và ra hiệu cho một màn hình hiển thị một số lượng lớn tia sáng. Nhiều người chú ý tới màn hình. Những khung cảnh đầy màu sắc của các thị trấn, thành phố xuất hiện. Những nơi có người ở và không có người ở, bao gồm cả bên trong của một vài ngôi nhà. Cư dân dường như đang ngủ say. Những ngôi nhà này là nơi sinh sống của những người đã tham gia vào kế hoạch trợ giúp. Chúng ta phải bảo vệ họ. Họ có biết rằng họ tham gia vào kế hoạch không? Nếu mà họ biết, họ sẽ vô cùng bối rối đấy. Chúng tôi đã cảnh báo họ về sự nguy hiểm, nhưng họ chưa biết rằng họ đang tham gia vào kế hoạch hay họ sẽ làm như vậy trong tương lai hay không. Các chấn động sắp xảy đến rồi. Hãy quan sát, đừng sợ hãi nhé. Các tia màu xanh lục chuyển thành màu vàng, rồi thành màu trắng rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi cảm thấy một âm thanh sấm sét giống như là âm thanh do sự va chạm của hàng triệu tảng đá dưới lòng đất. Tôi có thể nhìn thấy ảnh hưởng của động đất qua màn hình. Những cột trụ rung chuyển, một vài người chạy xuống đường, cây cối rung chuyển cành lá. Cùng lúc đó, một núi đá nhỏ bắt đầu đổ xuống tàu của chúng tôi. Vinca đầy sợ hãi và bám lấy tôi. Tôi cũng rất sợ, nhưng Amy đã trấn tĩnh chúng tôi. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta cả đâu. Nhìn kìa, trận động đất đã trôi qua rồi đấy. Chấn động và tiếng ồn đã không còn nữa, nhưng qua cửa sổ, chúng tôi không thể nhìn thấy điều gì. Chúng tôi đã bị chôn vùi trong đá bột. Làm sao mà chúng ta thoát khỏi đây? Vinca hỏi, dường như vẫn còn rất sợ hãi. Đội trưởng đứng gần với chúng tôi, nghe được câu hỏi của cô gái từ hành tinh kia thì trả lời: chúng ta sẽ đi xuyên qua bột đá này. Anh ta đến gần với chúng tôi và đưa tay vuốt mái tóc hồng của cô. Đừng bao giờ sợ hãi, chúng tôi ở đây để bảo vệ những người tốt như chính các em. Tôi muốn chúc mừng các em. Cả hai em đều đang hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, là việc loan truyền thông tin ở cấp độ rộng rãi tới quần chúng. Bây giờ các em phải tiếp tục công việc đó bằng cách viết lại tất cả những gì mà các em đã thấy. Sau này chúng tôi sẽ cung cấp cho các em những nhiệm vụ mới. Những gì các em đang làm là đang đi đúng hướng với nhiệm vụ mang lại nhận thức về quy luật vũ trụ, về tình yêu, về sự tồn tại của chúng ta và sự hỗ trợ của chúng ta. Hãy có niềm tin nhé, sự tự tin và sức mạnh, vì mỗi ngày chúng ta sẽ có thêm nhiều người trong thế giới của các em nữa. Cánh cửa của kiến thức sẽ cứu các em, để nhiều người sẽ nhận được thông tin, giúp cho họ vượt qua thời kỳ khó khăn đang đến gần và cũng sẽ góp phần gieo trồng những giá trị vĩnh cửu của tình yêu. Làm việc mà không sợ hãi, chúng tôi sẽ luôn luôn hướng dẫn, bảo vệ và hỗ trợ các em. Khi thuyền trưởng nói xong, tôi không biết bằng cách nào, nhưng chúng tôi đã rời khỏi hang và đường hầm. Chúng tôi đang tiến về phía khe hở khi chúng tôi vẫn còn ở dưới đáy đại dương. Theo bản thông tin, Amy nói vẫn còn rất nhiều năng lượng tích lũy đấy. Ngày mai phải thực hiện lại việc này. Trong vài trường hợp, chúng tôi phải làm việc trong nhiều tháng để gây ra những trận động đất nhỏ để giải phóng từng chút một các năng lượng mà nếu được giải phóng trong một trận động đất tự nhiên duy nhất, nó có thể tạo ra một thảm họa rất đáng sợ. Nhiều khi, chúng tôi đã không thể tránh khỏi một trận động đất có cường độ lớn. Đó là lý do tại sao mà trước tiên chúng tôi phải gây ra nhiều trận động đất nhỏ, sau đó tính toán mọi thứ để có thể chuyển những trận động đất tất yếu này diễn ra trong những ngày nghỉ, khi không có số lượng lớn người dân ở các trung tâm của các thành phố mà chúng tôi muốn bảo vệ. Con tàu vĩ đại xuất hiện và chúng tôi bước vào.
Chúng tôi trìu mến nói lời tạm biệt với đội trưởng, rồi Amy hướng dẫn chúng tôi về phía phi thuyền của cậu ấy. Chúng tôi rời tàu mẹ, rồi chúng tôi nổi lên phía trước một chiếc thuyền và trở nên hữu hình. Đó là một chứng cứ, cần phải có người nhìn thấy chúng ta ở đó chứ. Chương 9. Chuyến đi tới Kia. Con tàu của chúng tôi hoàn toàn được chiếu ánh sáng từ bên ngoài. Cách đó khoảng 500 mét, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng của một con tàu chở hàng. Amy chỉ về phía màn hình. Hãy quan sát khuôn mặt của các thủy thủ này. Trên boong chính, các thủy thủ dường như đang chiêm ngưỡng một cảnh tượng. Một trong số họ đã lấy ra một khẩu súng trường. Tôi tin rằng mình đã nhìn thấy một bóng dáng buồn qua khuôn mặt của Amy. Đó là cách mọi thứ vận hành trong những thế giới thấp kém, đầy hung hãn và bạo lực. Con người tin rằng cả vũ trụ này đều giống như trái đất. Con người không thể hiểu được rằng, cho dù thế giới anh ta sống, dù cho có khó khăn thật đấy, nhưng đó lại không phải là cách mà vũ trụ vận hành đâu. Nhưng trên thực tế thì trái đất vẫn cứ là trái đất, và cư dân của hành tinh này ở một cấp độ không được tiến hóa cho lắm. Cuối cùng thì mỗi người đều chỉ có thể sống trong mô hình vũ trụ mà anh ta có khả năng tưởng tượng ra mà thôi. Người thủy thủ bắt đầu bắn vào chúng tôi. Lần này chúng tôi không còn cảm giác sợ hãi, mà chỉ thấy thương và buồn vì thái độ hung hãn vô cớ của người đàn ông đó đối với những con người chỉ biết sống để phục vụ này. Khi các cảnh quay tiếp tục, tôi đi từ buồn bã đến giận dữ. Chim này, cậu có bao giờ cảm thấy muốn bắn một tia hủy diệt đối với những người như thế này, làm cho họ khô quéo lại không? Cậu ấy cười một chút trước khi giải thích. Cậu đã biết rằng trình độ của tôi không giống như cấp chỉ huy đâu. Có thể là trong vài giây, một ý nghĩ như thế có thể lướt qua tâm trí tôi đấy. Ở bên trong tôi có một phần là thú tính, nhưng tôi ngay lập tức nhắc nhở bản thân mình rằng những sinh vật có trình độ tiến hóa thấp giống như những đứa trẻ vậy. Một số người có khả năng tha thứ cho một đứa trẻ nhắm vào chúng ta bằng một cái súng đồ chơi. Tôi không hiểu lắm, Vinca nói. Nhưng nó rất rõ ràng đối với tôi đã nói. Nhưng tôi chưa hiểu. Trong chuyến đi trước, cậu có nói rằng những linh hồn tiến hóa hơn thì giống như là trẻ con vậy. Bây giờ cậu lại nói rằng những linh hồn kém tiến hóa hơn là những đứa trẻ. Giữa đứa trẻ này và từ đứa trẻ kia có một sự thay đổi hoàn toàn ở trong vòng xoáy tiến hóa đấy, cậu hiểu không? Không phải là cùng một từ à? Người khôn ngoan ít nói, kẻ vũ phu cũng ít nói, nhưng giữa cả hai đều có một quá trình tiến hóa phải hoàn thành. Cậu có hiểu chưa? Từ trẻ em có thể được dùng để chỉ một sinh vật thất thường, vừa bướng bỉnh, thiếu kiên nhẫn, cáu kỉnh, sợ hãi và có khả năng thực hiện những trò đùa gây đau đớn cho người khác. Trong trường hợp này, đứa trẻ là đứa trẻ kém tiến hóa. Cũng từ ấy tương tự như thế cũng có thể được sử dụng để chỉ những sinh vật tốt, hợp lý và có chủ đích tốt. Sau một quá trình tiến hóa lâu dài, các linh hồn sẽ lại trở nên giống như những đứa trẻ con. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi nhé, Vinca nói. Vậy là sách mà chúng tôi viết là dành riêng cho loại trẻ em thứ hai đúng không? Chân lý tâm linh chỉ có thể được nắm bắt từ chính những đứa trẻ đó, những người không sở hữu nó. Người lớn được hướng dẫn bởi trí tuệ, bởi vì trí tuệ được nhiều người chấp nhận, theo truyền thống, bởi sự phổ biến hoặc là theo mốt mà thôi. Và nếu như thứ được trao cho họ lại không tương ứng với cách suy nghĩ của họ, nó được hình thành bởi những thứ tạm thời, thì họ sẽ từ chối nó. Và đó chính là cách người lớn đánh mất đi chiều sâu của mình và những thứ khác liên quan tới chất của họ. Sau khi trao đổi với Vinca một cái nhìn nghi vấn, tôi nói: cậu đang nói cái quái gì thế? Sau này cậu sẽ hiểu hơn nhiều. Nhìn xem này, chúng ta đang rời đi đấy. Chúng ta đi đến Kia nhé. Bên cửa sổ, sương mù trắng đặc trưng xuất hiện. Trong suốt chuyến đi, Amy cứ tìm sách hướng dẫn hoặc là cái gì đó tương tự như thế ở bên giá sách, sát cái ghế dài.
Tôi thấy rằng cậu ấy đã thực hiện một bước nhảy vọt kỳ lạ, cứ như thể là đang quay chậm vậy. Này, cậu đã làm thế nào thế? Tôi đã làm những gì cơ? Cậu ấy hỏi với vẻ hiểu lầm. Cú nhảy đó đấy, trông với tôi cứ như thể là cậu đang lơ lửng, y như cách mà chúng ta đã làm cách đây rất lâu ở trên bãi biển. Ồ, tôi đang quan sát. Cậu ấy nhắm mắt tập trung. Cậu ta bắt đầu bay lên khỏi chỗ ngồi của mình. Và khi đã ở trên không, cậu ấy mở mắt ra và nháy mắt với chúng tôi. Rồi cậu ta ngã đùng ra trên chiếc ghế dài. Sức mạnh và trò đùa đừng có kết hợp hai thứ lại với nhau nha, cậu ấy nói khi đang tự chấn chỉnh lại chính mình. Cậu làm sao mà làm như vậy được thế? Vinca hỏi lại cậu ấy. Tôi đã làm được điều này bằng cách... Tôi nên giải thích điều này như thế nào đây? Chỉ đơn giản là cậu muốn làm như vậy thôi, và rồi cậu cảm thấy có khả năng nhận biết. Mong muốn là một dạng khác của tình yêu, và tình yêu là sức mạnh của chính vũ trụ này. Ngoài ra, đức tin có thể di chuyển những ngọn núi sức mạnh mà tất cả chúng ta đều có. Cậu nhìn này. Cậu ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa sổ. Cậu ta nhìn chúng tôi, và cậu ấy bắt đầu đi trong không khí rất chậm cho đến khi đến chỗ của chúng tôi. Vinca đã hoàn toàn bị mê hoặc. Thật không thể tin được, cho tôi xem. Cô ấy chạy lại, nắm chặt tay cậu bạn của chúng ta. Cậu ấy cười. Rất là khó đấy, nhưng bằng cách mong muốn làm được như thế, cậu có sức mạnh để thực hiện nó. Chúng tôi đã cố gắng làm như vậy, nhưng chúng tôi chỉ có thể nhảy lên rất nặng nề. Thế là cả đám chúng tôi cười òa lên. Tôi biết rằng tôi đã có thể làm như vậy trên bãi biển cùng với cậu đấy, nhưng sao bây giờ dường như lại không có cách nào làm được nữa? Tôi hỏi. À, vào đêm đó chúng ta đã nắm tay nhau, và tôi đã truyền năng lượng cho cậu. Năng lượng à? Làm thế nào mà cậu truyền năng lượng từ người này sang người kia thế? Sau này ở trường cậu sẽ học được những điều này nhé. Cách nó được thực hiện trong thế giới văn minh. Nhưng trước tiên, cậu phải ngừng giết chết chính mình như là những con vật hung dữ. Trong lúc này, điều quan trọng nhất là phải đạt được hòa bình và thống nhất ở bên trong. Chừng nào thế giới còn tồn tại các nước nghèo và giàu thì sẽ không có thể có hòa bình được. Chừng nào còn tồn tại dù chỉ một biên giới duy nhất thì sẽ không thể có hòa bình được. Chừng nào còn có khác biệt tôn giáo thì không thể có hòa bình. Làm tất cả để tìm kiếm quyền lực mà không làm bất cứ điều gì cho những người đau khổ thì cũng giống như muốn xây dựng một tòa nhà cao mà lại không xây dựng móng nhà trước. Sau khi giải quyết xong những việc này, cậu sẽ có thể làm những việc như người bạn tuyệt vời tên là Kus của tôi. Kus là ai cơ? Chúng tôi đồng thanh hỏi. Đó là một người bạn vui vẻ của tôi. Anh ấy có thể đạt được những chiến công to lớn. Như thế nào? Chúng ta hãy gọi cho anh ấy nhé, để các cậu có thể gặp anh ấy luôn. Bằng radio à, hay là bằng điện thoại? Chúng tôi hỏi. Không, chúng ta gọi anh ấy bằng thần giao cách cảm, vậy thì nhanh hơn. Nào, chúng ta hãy ngồi ở trên sàn nhà theo hình tam giác. Cậu ngồi ở đó đi, còn cậu ngồi ở đây, thế này nhé. Nào, bây giờ chúng ta tập trung vào anh ấy. Nhắm mắt lại và nghĩ về Kus đi nào. Hãy bảo anh ấy đến đây. Chúng tôi đã làm như chúng tôi đã được chỉ bảo. Sau vài giây, Amy bảo chúng tôi quan sát. Một màn sương mù trắng bay lơ lửng trước mặt chúng tôi. Nó biến thành một cơn lốc xoáy, và sau đó nó có hình dạng của một con người. Vinca kiếm chỗ trốn đi, nhưng tiếng cười của Amy đã làm cô dịu lại. Có ai đó cần sự hiện diện của tôi không? Người xuất hiện từ đâu đó nói. Anh ta là một thanh niên mặc đồ trắng. Tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Này, tôi hy vọng rằng cậu có lý do gì đó quan trọng để đưa tôi đến đây nhé. Cả một đoạn đường dài từ trái đất chỉ để đến cái phi thuyền cổ lỗ sĩ này đấy. Người đàn ông trẻ tuổi với một nụ cười nhìn bạn tôi. Thật ra thì Kus này, tôi chỉ muốn cho những đứa trẻ thấy để gọi một người bạn thì phải làm sao thôi. Amy nói. À, đó là một lý do quan trọng. Tất cả mọi thứ được thực hiện để dạy một đứa trẻ đều quan trọng hết. Kus tự giễu cợt.
Anh ấy rất là đẹp trai, anh ấy cũng rất là thân thiện. Những người bạn nhỏ của chúng ta có hàng triệu câu hỏi ở trong đầu. Như cậu biết đấy, tên tôi là Gus. Tôi tham gia toàn thời gian vào nhiệm vụ gieo hạt giống cho trái đất. Tôi có khả năng du hành xuyên vũ trụ mà không cần đến những con tàu vô dụng như cái chiếc này đây. Một ngày nào đó, nếu bạn cư xử tốt, bạn cũng có thể làm giống như tôi nhé. Tôi hy vọng bạn giỏi hơn tôi và bạn sẽ không bị trừng phạt với nhiệm vụ phục vụ một chiếc máy bay quá thấp như thế này đối với một thế giới không văn minh. Ha ha ha. Nếu như bạn, một người đến từ thế giới hầu như không văn minh, một trong những chiều không gian thứ ba, tôi nghĩ rằng phải thật là khó nhọc để sống ở đó. Tưởng tượng người như tôi sẽ cảm thấy như thế nào đây? Tôi đến từ chiều không gian thứ tư. Thật sẽ giống y như một thợ lặn bị hỏng mất cái ống thở vậy. Ha ha ha. Tôi vẫn chưa kể cho các cậu ấy nghe về chiều không gian thứ tư đâu, anh bạn thân mến. Đừng làm cho các cậu ấy bối rối hơn cả bây giờ chứ. Amy nói đùa. Cậu đã quên rằng tôi đã biết rồi sao, người em trai nhỏ? Và bởi vì tôi đã biết như vậy rồi, tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để các cậu ấy biết có nhiều chiều không gian trong vũ trụ này. Các cậu có muốn xem một điều tuyệt diệu không, các bạn nhỏ? Chúng tôi hầu như không có đủ can đảm để từ từ gật đầu đồng ý. Vậy thì hãy xem đây, Gus nói bằng tiếng Pháp khi anh ta búng ngón tay và biến mất. Chỉ để lại một làn khói thơm kỳ diệu màu hoa hồng trong không khí. Amy cười một cách mê hoặc. Gus đúng là một cái gì đó rất khác nhé. Ở hành tinh chúng tôi thích vui đùa lắm. Còn anh ta thì đã đi trước chúng tôi cả 1 triệu năm ấy chứ. Đối với anh ta thì tôi là một kẻ quá là nghiêm túc và nhàm chán. Đi trước cậu cả 1 triệu năm đấy nha, anh bạn đồng nghiệp. Một chú thỏ Bug Bunny lên tiếng. Đúng là như thế đấy, một con thỏ Bug Bunny. Nó đang ngồi trên chiếc ghế dài. Và khi chú ta nhanh chóng cử động 2 cái má trong khi nhai củ cà rốt. Sau đó chú thỏ ấy nói thêm. Và cậu thiệt là nghiêm túc và nhàm chán đấy. Vậy nhé, tất cả mọi người, sayonara. Anh ta nói rồi biến mất sau khi ném cái củ cà rốt vào giữa chúng tôi. Nó bay về phía sàn nhà một cách êm ái, biến mình thành một bông hoa xinh đẹp. Đôi mắt của Vinca cho thấy là cô ấy đang rất tận hưởng cái màn kịch. Như thể đó là một câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực vậy. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Làm thế nào mà anh ta có thể làm tất cả những thứ kia vậy? Anh ấy chỉ đơn giản là tưởng tượng ra nó thôi. Nhưng với một sức mạnh lớn đến mức anh ấy có thể phóng trí tưởng tượng của mình lên chúng ta đấy. Bông hoa này không phải là ảo giác đâu. Tôi vừa nói vừa hít thở mùi thơm của bông hoa. Đó là một thứ được vật chất hóa. Những người sở hữu ý thức của chiều không gian thứ tư, họ có thể làm được những điều khó tin. Nhưng với sự luyện tập và niềm tin, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chiều không gian thứ tư nằm ở đâu? Vinca hỏi. Ở tất cả mọi nơi, ngay tại đây trong căn phòng này, ở tất cả mọi nơi đấy. Nó không phải là một nơi thực sự, nó là một mức độ của ý thức. Những người ở cấp độ đó có thể làm cho mình được nhìn thấy hoặc trở nên vô hình. Họ tùy thích hiện hình hay không hiện hình thôi. Họ có thể đi xuyên qua các bức tường. Họ thay đổi hình dạng của mình, họ không bị bất cứ luật lệ nào cai quản cả. Họ không bị luật tình yêu cai quản luôn ư? Tôi hỏi. Úf, thiệt là dã man, Amy nói và giả vờ ngạc nhiên. Không có gì trong toàn vũ trụ này có thể thoát khỏi quy luật tình yêu. Không có gì cao siêu hơn nó cả. Không có bất cứ kỷ luật hay lực lượng nào khác cao siêu hơn trong vũ trụ hữu hình này của chúng ta. Lẫn trong những vũ trụ không có hình dạng khác. Dù là chiều không gian thứ 3 hay có là chiều không gian thứ 5 triệu đi chăng nữa. Bởi vì sức mạnh cai quản tất cả là sự sáng tạo, là tình yêu. Hoặc có thể gọi là Thượng Đế. Tôi muốn nói rằng tất cả được cai trị bởi các định luật khác. Và bọn họ không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn, thời gian hoặc không gian. Họ có một mức độ rung động khác. Nhưng mà những người này, họ chỉ sống để cống hiến cho việc xây dựng vũ trụ mà thôi. Điều đó nghe có vẻ lạ lẫm đối với tôi. Tôi tin rằng chính Thượng Đế đã xây dựng nên vũ trụ này. Đúng, nhưng đó là thông qua chúng tôi và những thực thể như anh ấy. Anh ta lập các kế hoạch hoặc các bản thiết kế.
chúng tôi sẽ thực hiện chúng. Sẽ là vô cùng nhàm chán đấy nếu anh ta tự làm tất cả những điều đó. Chúng ta đã đến kia rồi kìa. Hết chương 9, mời các bạn lắng nghe video tiếp theo. Nếu các bạn muốn mua bộ 3 quyển sách Amy Cậu Bé Đến Từ Các Vì Sao và bộ Đối Thoại Với Thượng Đế thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé.